Ok, mình tổng kết một chút về cái vòng quay cuối cùng với sự tham gia của Shark Hồng Anh. Hồng Anh thấy nào, ngồi 2 ngày thấy hưng phấn không? Hay là thú vị thì có thú vị, nhưng mà đúng là em ngồi 2 ngày thì em mới thấy được rằng là cái sức chịu đựng mà ngồi liên tục như mấy cái Shark rất là tốt. Em chắc em chịu không nổi. Không, có một vấn đề là các Shark khách mời là không được chế độ chăm sóc như các Shark thường xuyên. À, chế độ chăm sóc của khách chính là sao? Các Shark chính chăm sóc đặc biệt mới ngồi được. Sức đâu mà ngồi nổi 6 ngày. Chắc là anh đầu tư được mấy deal nhỉ? Em đầu tư được 2 deal anh. 2 cái deal có. Đó, cái trà lụa đúng không? Dạ, cái trà lụa, 2 lúa. Ohana. Ohana. Ohana là chung với cả sắc Dũng đúng không? Ohana trong tiếng Nhật nghĩa là hoa. À, có nghĩa là hoa, nhưng mà tiếng thổ dân Hawaii thì có nghĩa là family. Hoa gia đình. À, cái phần mềm viết đẹp. Đúng là các bạn ấy được ở nước ngoài, sống ở nước ngoài Ohana nhiều. Ohana là cái mà bạn à, mới ở Mỹ về đấy á. Phòng trọ đấy. Cái mà anh muốn thuê cả team á. Ừ. Mình chỉ thích bạn đấy thôi. Em trình bày nó có cái gì đó không được mượt hoặc anh là... Anh thấy rất mượt rồi, em không lo. Nhìn em là anh thích đầu tư rồi. Nhưng anh vẫn muốn đầu tư vào em. Nên anh đang rất cân nhắc. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. Sắc phú muốn đầu tư vào tim. Dường như là có vẻ mỗi sắc phú là vẫn có vẻ giữ được phong độ. Được 2 cái 10 tỷ, cái 8 tỷ. 10 tỷ Liên Quân đúng không? Trên Đan Việt, 8 tỷ. Cái robot 3T cũng thuộc cái này đấy. Cái robot 3T là cũng hơn chục tỷ mà. 500 ngàn ở trong đó là đầu tư đâu đó, đầu tư hình như 4 tỷ và còn lại thì là banh tanh. Cho vay tất. À, cho vay chuyển đổi. Hôm nay chú Trương là vậy anh nhỉ? Cứ phải sau 1 năm mới quyết định có đầu tư vốn hay không. Có một cái deal mà sẽ gây ra khá nhiều tranh cãi, đó là Yến Quân. Không, thực ra nó là trái phiếu chuyển đổi thì rất đơn giản. Cộng với điều kiện là có tài sản đảm bảo. Cao hơn lãi suất thì 18% một năm. Thì không có gì rủi ro cả. Mà chưa kể cái mô hình đấy mà nó thành công thật ấy. Xong mình thấy 18 tháng hoặc 2 năm thì chẳng có lý do gì mình không đầu tư, vì nó đầu tư vào cái nhà Yến đó. Anh có hình dung được cái nhà Yến nó như nào chưa? Thì mình không cần quan tâm, bây giờ là trái phiếu chuyển đổi thế chấp bằng một cái tài sản thì nó rất an toàn. Đến lúc mình hiểu nó rồi thì mình mới quyết định chuyển đổi cổ phần hay không, thì tôi nghĩ là phương án đấy là cực kỳ an toàn. Em thấy ví dụ như những cái quyết định của anh Phú năm nay sẽ làm cho các startup suy nghĩ lại nhiều. Nhưng mà thực sự là Shark Phú là khá sáng tạo trong các cái cách thức đưa ra deal. Thực ra thì cái cách khoản vay chuyển đổi ấy, nó cũng khá phổ biến trong cái hoạt động đầu tư của các quỹ, chứ không chỉ mỗi Shark Phú. Trong mùa 2 mình chưa đầu tư cái cổ phần trực tiếp nào, mà mình cũng muốn gửi đến các startup là gì? Là cái số liệu khi các bạn nói trên truyền hình nó phải tuyệt đối trung thực. Vì hoàn toàn các Shark trong giai đoạn đó chỉ có một khoảng thời gian cực ngắn để định giá lại cái giá trị của công ty của các bạn ấy, để đưa ra một cái offer nó chính xác, và đặc biệt là nó rút ngắn cái khoảng thời gian diligence trong sau đó để có thể nhanh chóng rót vốn được cho startup. Nếu các bạn startup mùa 3 ấy lên chương trình thì các bạn nên cân nhắc có thể là bắt đầu từ số nhỏ, bởi vì theo luật của chương trình là không thể giảm được cái số tiền đầu tư. Và nếu mà các Shark thực sự quan tâm, các Shark có thể tăng số tiền đầu tư lên bằng cách là đàm phán tại thời điểm đấy, thì dễ dàng cho các bạn nhận đầu tư hơn. Một cái vấn đề nữa là các startup cũng cần phải hết sức lưu ý, đó là cái việc mà định vị về cái sản phẩm của mình, bán cho ai và quan trọng nhất là bán cái gì. Giống như tôi nói đùa là các bạn bán fast food ấy, thì bạn bán food thì tất nhiên rồi, nhưng mà người ta mua bạn vì cái fast chứ không phải mua vì cái food đó. Thì đó là một cái vấn đề mà rất mong muốn là các bạn startup của mùa 3 nếu mà có tham gia chương trình thì hết sức lưu ý, phải định vị cho nó rõ ràng, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Ok, rồi, chúc mừng, Shark chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta thì hẹn gặp lại nhau ở mùa sau, nhưng mà hẹn gặp lại các khán giả trên chương trình truyền hình tối thứ tư hàng tuần. Ok. Cái Shark dê cái gì? 1, 2, 3, dê! Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ, đổi lấy 30% cổ phần.
Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhá. Offer. Cái offer của Sắc Phú.